Xin chào các bạn đã nhìn thấy đây, đó là chiếc Xperia Tablet Z của Sony, chiếc máy tính bảng mỏng nhất thế giới hiện nay, mỏng hơn cả iPad mini. Độ dày của nó chỉ có 6,9mm mà thôi, rất mỏng. Và mặc dù là có cái màn hình 10,1 inch nhưng mà cái trọng lượng của nó lại nhẹ hơn khá là nhiều so với những cái chiếc máy tính bảng 10 khác, ví dụ như là Note 10 hoặc là Galaxy Tab 10.1 của Samsung. Thì về thiết kế chung thì ngoài cái độ mỏng ra thì bạn nhìn nó giống như là chiếc Xperia Z phóng to lên. Ở đây mình có một chiếc Xperia Z cũng của Sony, và các bạn có thể thấy là những cái thiết kế về những cái góc cạnh, những cái đường thiết kế, những cái ron cao su và cả những cái góc máy, những cái phím bấm đều làm y hệt nhau hết. Cho nên là nhìn nó giống như là một cái chiếc Xperia Z phóng to ra. Nhưng mà may mắn là nó vẫn giữ được cái thiết kế rất là đẹp, chứ không có quá thô hay là kỳ gì cả. Mình sẽ đi sơ qua về cái thiết kế của máy này trước. Thì ở cạnh trái chúng ta có một cái nắp nhỏ ở đây, nó hơi khó thấy, nhưng mà khi bạn mở ra thì sẽ thấy có một cái cổng âm thanh 3.5 ở đây, nó được bọc rất là kỹ càng. Có nắp riêng, và cái nắp này cũng được đi bọc cái ron cao su bên ngoài để mà chống nước. Đây là cái phím nguồn làm rất là đẹp. Phím nguồn này nó cũng giống với cái phím nguồn của điện thoại Xperia Z. Bên cạnh đó là một cái đèn LED của hệ thống. Đây là hai cái phím tăng giảm âm lượng nhưng mà nó hơi khó bấm. Đây là có hai cái điểm kết nối, thì nó dùng để kết nối với cái chân tiếp xúc trên cái dock để bàn của Sony. Góc này nó có một cái loa, và góc này nó cũng có một cái loa, hai cái loa này nằm gần nhau. Bên này bên phải nó cũng vậy, nó cũng có hai cái loa nằm gần nhau. Thì mình nghĩ là Sony làm như vậy để tạo ra cái hiệu ứng giả lập âm thanh vờn 3D mà hãng gọi là S4 Front Surround 3D. Ở cạnh dưới thì chúng ta có khá là nhiều cổng kết nối. Ở bên trái này thì nó có một cái cổng micro USB, và bên cạnh đây nó có một cái lỗ, thì tác dụng của nó là dùng để giữ cho cái nắp này rất là gọn, nó không có bị rơi lung tung ra ngoài. Cái khe dài bên đây, cái khe thứ nhất thì đây là khe SIM, thì máy hỗ trợ chúng ta có thể gắn micro SIM vào, có thể dùng kết nối 3G và thậm chí là 4G tương tự như là iPad mini. Mình sẽ lấy ra. Cái khay này thì nó hơi khó lấy một chút, bạn cần phải có móng tay thì mới lấy được cái khe SIM như thế này, micro SIM. Và bên cạnh đây là cái khe cắm thẻ nhớ micro SD. Đây là hai cái loa nãy mình đã nói rồi. Còn bên cạnh phải này thì nó hoàn toàn không có gì hết. Ở cạnh trên thì nó cũng rất đơn giản. Ở đây nó có một cái lỗ nhỏ, thì đây là cái mic dùng để quay phim, và đây là một cái cổng hồng ngoại dùng để điều khiển những cái thiết bị TV hoặc là đầu máy của chúng ta. Và nếu bạn nhìn kỹ ở đây thì cái viền, bốn cái cạnh viền của máy nó không đơn giản chỉ là một cái lớp nhựa thông thường, mà nó trong suốt vào bên trong, và khi nhìn nó dưới ánh sáng thì bạn sẽ thấy là nó lấp lánh tỏa sáng giống như là những cái hạt kim tuyến, nhìn nó cũng rất là bắt mắt. Và đây là cạnh sau của máy, thì nó là một cái miếng nhựa duy nhất, bạn đừng có để ý đến cái miếng da này, mình dán vậy thôi chứ lúc bạn mua máy thì nó không có đâu. Ở góc phải thì nó có một cái camera 8 megapixel, có thể quay phim full HD, chụp HDR và rất là nhiều chức năng khác, thì mình sẽ dành một cái bài khác để nói riêng về cái camera của máy này. Ở đây thì bạn thấy nó có biểu tượng của NFC, thì con chip NFC nằm ở đây. Ta sẽ dùng những cái máy khác, những cái điện thoại khác của NFC chạm vào cái vị trí này thì hai máy nó sẽ giao tiếp với nhau. Máy mặt sau làm rất đơn giản, mình rất là thích những cái thiết kế đơn giản và vuông vức như thế này. Và đây là giao diện của Xperia Tablet Z, máy chạy trên cái hệ điều hành Android 4.1.2. Ở cái màn hình chính, màn hình home screen này, thì bạn để ý là có một cái điểm mới, đó là phía trên màn hình nó có thêm một cái thanh. Thì thanh này nó chứa những cái thành phần cơ bản như là Google, những cái phần mềm mà có sẵn, và đặc biệt là có thêm cái biểu tượng tin nhắn này. Thì cái phần mềm này nó sẽ giúp bạn là
nhận và trả lời những cái tin nhắn SMS từ cái SIM mà bạn cắn vào. Bạn không thể thực hiện cuộc gọi với nó, nhưng mà bạn có thể nhắn tin bình thường. Màn hình ứng dụng. À, ở bên dưới này thì bạn thấy là nó có hai cái, thì chắc là nếu mà bạn đã từng xài qua những cái chiếc Galaxy Tab của Samsung thì sẽ thấy nó rất quen thuộc. Cái nút bấm thứ nhất nó sẽ hiển thị những cái ứng dụng nhỏ, có thể gọi là mini app, thì những cái ứng dụng này nó sẽ hiển thị trực tiếp ở ngoài màn hình này. Đó, bạn có thể di chuyển nó đến bất cứ vị trí nào bạn muốn. Đây, đây là những cái ứng dụng nhỏ, chúng ta có thể vừa sử dụng những cái ứng dụng này mà vừa có thể xem được cái màn hình của chúng ta. Và cái icon thứ hai đó là cái remote. Đó, thì đây mình đã cài đặt sẵn một cái remote dùng để điều khiển TV rồi. Khi mà mình muốn điều khiển thì mình chỉ việc là hướng cái đầu cái cổng hồng ngoại này sang TV đó thì mình có thể điều khiển được ngay. Đây là cái giao diện đầy đủ của cái phần mềm remote. Bạn có thể cài đặt nhiều thiết bị vào đây, từ TV, đầu máy, đầu Blu-ray hay là những thiết bị khác. Về cấu hình thì chiếc tablet Z này cũng có một cái cấu hình cũng khá là cao. Nó có CPU 4 nhân, 1.5GB, RAM 2GB, bộ nhớ trong 32GB. Và đặc biệt là có kết nối 4G tương tự nhà bác. Đây, các bạn có thể thấy nó đang chạy trên 4.1.2. Rất là tốt. Xin cảm ơn các bạn.